Đúng vào ngày sinh nhật Bác Hồ, ngày 19 tháng 5, tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. Công trình được đặt tại vị trí trung tâm thành phố Tuyên Quang, không chỉ tạo dấu ấn về cảnh quan kiến trúc đô thị mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa, chính trị, lịch sử của người dân Tuyên Quang nói riêng và người dân cả nước nói chung khi đến Tuyên Quang. Quảng trường Nguyễn Tất Thành có diện tích rộng trên 8,5 hectare. Trung tâm là tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, gồm hai phần. Phần trước là nhóm tượng 7 nhân vật, trong đó tượng Bác Hồ ở vị trí trung tâm cao 7,9 mét. Xung quanh là các nhân vật đại diện cho lực lượng vũ trang, thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ, công nhân và trí thức, mô phỏng chuyến thăm và nói chuyện của Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tuyên Quang vào tháng 3 năm 1961. Phía sau là phù điêu biểu tượng cây đa Tân Trào, di tích lịch sử của cách mạng Việt Nam và khắc họa một số hình ảnh hoạt động sinh hoạt văn hóa kinh tế của tỉnh Tuyên Quang. Gắn kết với tượng đài là công trình đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đền được thiết kế hình chữ đinh với ba gian, hai trái phía sau gồm hai gian, toàn bộ khung gỗ gia công bằng gỗ lim. Cấu kiện được đục chạm hoa văn trang trí bề mặt, nội thất phù hợp với tín ngưỡng thờ cúng của dân tộc Việt. Vật liệu chủ yếu là gỗ lim, gỗ mít. Các họa tiết hoa văn trang trí mang đậm nét đặc trưng văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Quảng trường Nguyễn Tất Thành với điểm nhấn là tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và đền thờ Hồ Chủ tịch là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc và là công trình kiến trúc tiêu biểu kính dâng lên Bác Hồ kính yêu. Công trình là biểu tượng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.